U22 Việt Nam, huấn luyện viên Trucci đang giấu bài. U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Lào với tỷ số 2-0. Xét về mặt điểm số, đội bóng của huấn luyện viên Philip Trucci đã rất thành công, nhưng về nội dung, người ta phải xem xét lại những lý do để hài lòng. Chưa phải là đội hình tối ưu. Một vài câu hỏi đang được đặt ra vào lúc này, đó là liệu U22 Việt Nam có giấu bài hay đưa ra những cuộc thử nghiệm trong trận đấu với U22 Lào hay không? Thật khó để đoán định bởi SEA Games 32 mới chỉ diễn qua một trận và U22 Việt Nam vẫn chưa tung ra đội hình được xem là tối ưu nhất. Có lẽ chúng ta sẽ phải bắt đầu với đội hình xuất phát cũng như cách chơi của U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Philip Trucci phần nào đã gây ra ngạc nhiên khi cất những trụ cột trên băng ghế dự bị. Tiêu biểu là Công Đến, Văn Khang, những cầu thủ có nhiều trận đá chính nhất kể từ khi ông Trucci dẫn dắt U22 Việt Nam. Thậm chí Văn Trường, một trong những tài năng sáng giá nhất của lứa U22 này và cũng sắm kép chính trong các giai đoạn trước đó, cũng không được ra sân một phút nào. Thay vào đó, U22 Việt Nam đã điền tên cặp tiền vệ trung tâm Đức Tú và Thái Sơn. Còn Văn Cường chơi như một cầu thủ chạy cánh trái. U22 Việt Nam sớm có lợi thế dẫn bàn với cú đánh đầu đẳng cấp của Văn Tùng. Đấy là tình huống Thanh Nhàn đã có pha tạt bóng chính xác từ bên cánh phải. Cánh phải cũng là hướng tấn công chủ đạo của U22 Việt Nam trong hiệp một, nơi Thanh Nhàn và Văn Cường đã chơi rất cơ động. Trong khi bên cánh trái, Minh Trọng hiếm khi dâng cao. Văn Đô có một vài pha đột phá nhưng chỉ dừng lại ở khía cạnh nỗ lực cá nhân. Những cuộc thử nghiệm không như ý xuyên suốt trận đấu với U22 Lào, đội bóng của huấn luyện viên Philip Trucci không có một pha tấn công trung lộ nào đáng xem. Cặp tiền vệ trung tâm Đức Tú và Thái Sơn kiểm soát bóng không thật tốt, họ thường thua thiệt trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Khi nhận thấy điều này, nhà cầm quân người Pháp đã có những sự thay đổi khi hiệp 2 bắt đầu. Cụ thể, ông đưa Công Đến vào thay Văn Cường. Lúc này tiền vệ trung tâm Đức Phú được đưa ra biên trám chỗ của Văn Cường. Công Đến đá cặp tiền vệ nhưng chơi cao hơn Thái Sơn. Công Đến được đánh giá là một trong những tiền vệ toàn năng và trở thành sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Philip Trucci tại Doha Cup hay các trận giao hữu. Thế nhưng, cầu thủ này bắt nhịp rất chậm và anh không thể phát huy được những phẩm chất của mình khi các tiền vệ U22 Lào tranh chấp quyết liệt, sẵn sàng vây ráp khi có bóng. Để cải thiện khả năng kiểm soát bóng và thay đổi cách tấn công, U22 Việt Nam tiếp tục tung vào sân Văn Khang và Quốc Việt để thay cho Văn Đô và Thanh Nhàn ở phút 61. Huấn luyện viên Philip Trucci muốn các học trò của mình kiểm soát bóng để giành thế thượng phong. Kể thời điểm Văn Khang vào sân, U22 Việt Nam đã chuyển hướng tấn công sang biên trái. Đến lúc này, Minh Trọng mới có nhiều đất diễn hơn. Tiếc rằng, mọi thứ vẫn không được cải thiện và rồi nhà cầm quân người Pháp phải thay nốt Văn Tùng bằng Xuân Tiến. U22 Việt Nam gần như không sử dụng tiền đạo mục tiêu trên sân mà tập trung số lượng ở khu vực giữa sân để hạn chế sức mạnh của đối phương. Công tâm mà nói, U22 Việt Nam đã gặp may khi không bị sút thủng lưới. Bản thân huấn luyện viên Trucci cũng nói rằng ông chỉ hài lòng về mặt kết quả và xem đó là bước đệm quan trọng cho trận đấu tiếp theo. Có vài vấn đề được đặt ra. Có thể U22 Việt Nam đã không nắm bắt hết được những bước tiến dài của U22 Lào nên ông Trucci và các cộng sự đã đưa ra những lựa chọn con người chưa tốt. Cũng có thể U22 Việt Nam đang tính tới phương án đường dài. Bởi trình độ của Lào, của Singapore rất khác với các đối trọng Thái Lan hay Malaysia. Thành ra, U22 Việt Nam không cần phải vội vã mở hết gà hết số. Những cuộc thử nghiệm không bao giờ dễ dàng. Đôi khi nó còn khiến chúng ta phải trả cái giá đắt, thậm chí khiến người ta hoang mang, mất niềm tin. Nhưng những vấn đề nếu có xuất hiện ở thời điểm này thì cũng tốt. Vì nó giúp cho đội bóng tiến bộ hơn qua từng vòng đấu trong khi chúng ta vẫn còn cơ hội sửa sai. Kỳ vọng những thay đổi tích cực hơn cho trận đấu với U22 Singapore.